Nhằm mở rộng nội dung và đa dạng các video, Radio Suy Ngẫm xin giới thiệu tới quý vị kênh kể chuyện Radio Suy Ngẫm, nơi mà chúng tôi sẽ đăng những video ở nhiều chủ đề khác nhau. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị. Đường link chúng tôi xin được để ở dưới mô tả của video này. Trong cuộc sống đầy cạm bẫy của thành phố, một cô gái quê từ vùng Long Xuyên rời bỏ nhà để đi tìm kiếm cơ hội và khẳng định bản thân. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, cô dần bước vào thế giới hào nhoáng của showbiz, nơi tình yêu và tiền bạc đan xen một cách phức tạp. Khi gặp gỡ một đại gia có tiếng, cô tin rằng mình đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc. Nhưng liệu tình yêu của cô có thực sự xuất phát từ trái tim hay chỉ là một trò chơi của sắc đẹp và sự toan tính? Radio Suy Ngẫm xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hành trình của cô gái quê đến đỉnh cao và cú ngã đau thương, nơi mà mọi lựa chọn đều có cái giá của nó. Em là một cô gái tỉnh lẻ, nhà em ở Tứ Giác, Long Xuyên. Năm lớp 11, em bỏ nhà lên thành phố sống. Thực ra thì cũng không hẳn là bỏ nhà, mà vì ở nhà em buồn quá. Học hành dở dang vì em chán học. Ông thầy giáo chủ nhiệm được mẹ em gửi gắm và phó thác, suốt ngày nói em qua để phụ đạo môn toán buổi tối. Phụ đạo thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tìm cách đụng chạm sờ mó thôi. Em chẳng sợ chuyện đấy, nhưng em lại chẳng thích, vì thầy gì mà mất nết. Em bỏ nhà đi. Mẹ em cũng chẳng khuyên can. Khi ấy mẹ em còn đang mải mê chinh chiến và yêu đương với cả một cán bộ địa chính ở xã. Mẹ em đẻ hai đứa con rồi bỏ hai đứa tự sống như cây hoang vậy. Có nhiều khi em đi học về phải ra đầu hẻm uống nước mía chờ mẹ em và chú Tâm quan hệ giường chiếu xong mới được vào nhà. Cảm giác lúc đầu thì cũng khó chịu đấy. Nhưng bù lại, chú Tâm hay cho em tiền mua đồ nên em cũng thấy vui. Mỗi lần chú Tâm đến là em biết mình sẽ có tiền mua được một món quà nào đấy. Chỉ vậy thôi. Nói em bỏ nhà lên thành phố theo kiểu bụi đời nào đó thì không phải. Em lên thành phố ở nhờ nhà một người dì xa để đi học Anh văn. Em đi học Anh văn, đám bạn trong lớp nói có cuộc thi tuyển các nữ sinh làm người mẫu cho một nhãn hàng xe máy. Không cần nổi tiếng, chỉ cần xinh và biết diễn xuất thôi. Vậy là em theo. Cuối cùng thì chúng nó rớt hết, còn có mình em đậu. Món tiền 500 đô la cho lần chụp hình quảng cáo đó là em nhận ra một giá trị trong con người mình. Em hoàn toàn có thể dùng nhan sắc để tiến thân mà không cần phải vào động làm gái như mấy chị quê em. Em đành bỏ lớp Anh văn, em đến nhà văn hóa thanh niên theo học một lớp dẫn chương trình. Một người nói em có giọng hát tạm tạm, còn ngoại hình thì sáng sủa, em có thể trở thành ngôi sao. Nhưng có một ngã rẽ em cũng chưa tính tới, là sau buổi chụp hình quảng cáo thì nhiếp ảnh gia đã làm quen với em. Lúc đó em không để ý tới anh ấy lắm, vì anh ấy đen và xấu, nhìn thực sự rất lôi thôi. Điều em không hiểu duy nhất là anh luôn có những bóng hồng tấp nập bên cạnh. Sau vài lần đi chơi cà phê với anh ấy, em mới hiểu lý do là bởi vì gia đình anh ấy rất giàu có. Anh có một studio riêng để chuyên chụp hình cho một tờ tạp chí cho gia đình anh đầu tư. Bố của anh có một công ty quảng cáo, mẹ của anh thì có một công ty buôn bán bất động sản và xuất nhập khẩu, và rất nhiều cô gái được lên bìa báo vì do có mối quan hệ thân thiết với nhiếp ảnh gia. Và em chợt nhận ra, tại sao em lại không phải là nhân vật kế tiếp chứ? Vậy em sẽ tìm cách trói chặt anh chàng này. Em sẽ nhờ mẹ của em tư vấn. Em sẽ phải trở thành người giàu có và sang trọng ở thành phố này. Em nhận lời yêu anh Đông rất nhanh, và em công khai chuyện đó trên Facebook. Những bức hình nóng bỏng cùng những lời đường mật. Chúng em yêu nhau ríu rít hạnh phúc. Em phụ việc cho anh Đông. Mấu chốt không phải vì em thương anh Đông bận rộn, mà em muốn dằn mặt những con nhỏ líu ríu vây quanh anh Đông. Đừng có hòng mà lén phén được với em nha. Về sau thì em nghĩ lại cứ buồn cười. Có lần anh Đông giật mình đòi coi chứng minh nhân dân của em. Khi thấy em đã đủ 18 tuổi, anh Đông thở phào. Hóa ra là anh Đông sợ em chưa vị thành niên. Có người hù dọa Đông là nếu yêu em sẽ bị đi tù đấy. Đông ngây thơ thật. Chúng em yêu nhau ngà ngật được 2 năm. Đông là mẫu đàn ông vô trách nhiệm, nhưng lại ngây thơ như trẻ con vậy. Chỉ cần cho Đông ăn, chơi, làm những việc mình thích và có một cô gái bên cạnh thôi,
Thế là Đông không cần gì nữa. Đông không lo kiếm tiền vì nhà Đông quá giàu rồi. Con trai duy nhất trong một gia đình giàu có, đâu cần kiếm thêm đâu, cho ai hưởng hả? Nhưng mà mẹ của Đông thì là mẫu đàn bà sắt đá và dữ dội. Mẹ của Đông kiên quyết phản đối và tìm mọi cách để chia rẽ tụi em. Lý do bà cho rằng em không xứng với con của bà. Cũng có thể trong sâu thẳm, bà nhận ra em không yêu Đông thực sự, mà em chỉ coi Đông như là chỗ để tiến thân. Em cứ đòi cưới và bà thì kiên quyết không đồng ý. Đông lúc gần em thì chiều ý em, mà lúc gần mẹ thì lại chiều ý mẹ. Cuối cùng mẹ Đông đưa ra giải pháp. Bà sẵn sàng chi cho em 20.000 đô la cho em đi học ở Đại học Singapore, để em có kiến thức nhằm tiếp quản công việc và gia tài của bà để lại khi đã chính thức thành con dâu. Thời gian đi học sẽ là 2 năm. Em dư biết là bà muốn tách em ra. 2 năm đi qua thì con trai của bà sẽ có 100 đứa mới lớn tiếp quản ấy chứ lại. Bà sẽ lựa được con dâu mới mà thôi. Lúc đó em nghĩ cũng chẳng sao cả, đi Singapore cũng tốt. Nhưng rồi em cay đắng nhận ra một thực tế. Muốn đi học đại học em phải có bằng cấp 3. Em thua cuộc, em chối từ, em nằm khóc trong tay của Đông. 6 tháng kéo lê mối tình trước sự can ngăn của gia đình, Đông bắt đầu trốn em. Em biết em đã mất cơ hội để trở thành quý bà rồi. Thôi cũng chẳng sao cả, vì ít ra trong gần 3 năm quen với Đông, em đã thiết lập được vô số mối quan hệ trong showbiz rồi. Hơn thế, em cũng đã có chút danh vọng trong những công việc tự do, làm MC event, giới thiệu các sản phẩm mới. Trời thương, dù sao em nói cũng truyền cảm và em vẫn còn rất đẹp, không thiếu người nhào tới đòi yêu em. Sau khi chia tay Đông 1 tháng, em gặp Tuấn Anh, chàng trai lãng mạn làm trong ngành hàng không, có niềm say mê sưu tập các cô gái non tơ trong làng showbiz. Em vẫn tự tin em cột chặt được Tuấn Anh. Chúng em đã định làm đám cưới rồi. Chúng em yêu nhau mà, công khai cả hai bên. Nhưng mà chưa đầy 3 tháng thì Tuấn Anh đã bay em đi, quyết định chinh phục cô gái mới. Em thì cũng buồn mất 1 tuần đấy. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã có túi LV, có xe SH và có cái nhẫn đính hôn bằng kim cương. Em hay nói với cả con bạn thân, em đẹp, em có quyền. Em gia nhập câu lạc bộ các cô gái chân dài mà ế. Em quyết định không yêu nữa, ai thích thì đi chơi, tặng quà thế thôi. Yêu đương mệt mỏi. Em mới 22, em còn trẻ mà. Em không thích ràng buộc và quá toan tính về tương lai, bởi toan tính cũng có được đâu. Câu lạc bộ chân dài mà ế ngày nào cũng cà phê, ăn sushi và kể cho nhau những món đồ mới, cũng vui, phù phiếm tận trời. Nhưng mà đôi khi phù phiếm cũng là một lạc thú, nhất là khi ta có những gã đàn ông sẵn sàng cung phụng cho lạc thú đó. Em gặp ông này vào một chiều mưa, quán bar chiều vắng. Em đến để dẫn chương trình cho một buổi họp báo. Ông ngồi lặng lẽ trong góc hút thuốc, tay thì xoay chiếc bật lửa đặc biệt. Trong tối nó phát ra ánh sáng rất kỳ diệu. Em ồ lên, tới gần, em muốn hỏi về chiếc bật lửa thôi. Còn ông thì em quá rảnh. Ông có niềm vui là đi vớt các cô gái vô danh để mưu đồ lăng xê thành ngôi sao. Đời ông cũng lăng xê thành công một cô đào rồi, còn những cô sau thì chỉ là những bóng dáng mờ nhạt. Em cũng có nghe người ta nói ông là mẫu đàn ông già chơi chống bỏi, tốn gái và bạo dâm. Nói chung tin đồn về ông rất nhiều. Tin đồn lớn nhất là ông mới phá sản sau một thương vụ làm ăn và công ty nợ mấy chục triệu đô la. Ông còn bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài nữa. Nhưng mà em có ý định gì với ông đâu, em chỉ thích những cái bật lửa phát sáng thôi. Nhưng em biết em đã sai. Khi em gặp đến ông, ông nhìn em, cười nửa miệng và đưa cái bật lửa rồi nói: trên thế giới này chỉ có 5 chiếc thôi, cái này là để dành cho em đấy. Em chết lặng. Đàn ông quá, gợi tình quá và trải đời quá, giống như những thước phim mà em không cưỡng lại được. Những ngày sau đó là Hà Nội, Sài Gòn, Phan Thiết, Côn Đảo, Singapore, Hồng Kông, rồi là LV, Hermes, Gucci, đủ thứ. Em có tất cả. Và em thực sự cảm thấy yêu ông. Em yêu người đàn ông, tuy không cao nhưng sẽ khiến cho nhiều người khác phải ngước nhìn, vì sự uyên bác và trải đời, vì sự tinh tế dành cho người phụ nữ mà ông yêu. Với em thế là đủ. Ông hay nói với em, đúng là anh đang nợ vài triệu đô la,
nhưng anh sẽ tặng em cả thế giới vì em xứng đáng được như thế. Mấy món tiêu vặt này em đừng quan tâm. Em tung tăng đi cà phê với ông như đôi trẻ mới lớn vậy. Em nghĩ về mối tình bọ xít với Đông, nghĩ về cuộc vật bắt với cả Tuấn Anh, em bật cười. Ôi thời trẻ dại, mất mấy năm rồi mình mới có thể lớn được, giờ mới thực sự là thời gian để yêu đây này. Em hạnh phúc ngất ngây và em không cần bất cứ ai cả, em muốn có con với ông. Cho đến chiều hôm qua, em bước chân vào căn biệt thự của ông, trong khu thảo điền. Em thấy cảnh tượng rõ nét đến mức em phát ói. Đến cả cái cách ông làm tình với cô gái mới cũng giống y chang với em. Em lặng lẽ bỏ về. Dù sao thì cái thai mới có 3 tuần thôi. Em đâu biết con em sẽ có bố hay là không. Món nợ lớn nhất của đời người đó là tình cảm. Thất tình lục dục là 7 thứ tình cảm được biểu lộ ra bên ngoài và là 6 việc ham muốn của một con người. Đó là nói theo căn bản, sâu xa hơn nữa còn có vô số vấn đề trong tình cảm. Thất tình lục dục ví như những cục nam châm khi gặp sắt. Cũng vậy, tâm luyến ái lúc nào cũng muốn hút con người ta vào lòng luẩn quẩn dính mắc của sự yêu thương và ghét bỏ. Thất tình là 7 thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có, như vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét bỏ và ham muốn. 7 trạng thái hỗn hợp này luôn luôn chi phối đời sống của chúng ta. Hễ khi nào tâm ý ta dính mắc vào một thứ gì thì nó sẽ bộc lộ ra nơi nét mặt hay cử chỉ, lời nói và hành động. Nhưng khi chúng ta hân hoan, vui vẻ sẽ hiện ra bộ mặt xinh đẹp, dễ thương. Khi chúng ta buồn bã hay bất an, lo lắng một điều gì thì mặt mày héo hon, ủ rột, khó coi. Còn khi chúng ta giận ai thì mặt mày tái mét hoặc đỏ bừng lên, tay chân run rẩy, dẫn đến sự mất tự chủ, nói năng và hành động làm tổn hại người khác. Khi chúng ta yêu thương ai quá mãnh liệt, làm cho mình cảm thấy dạo dực, bồn chồn trong lòng. Khi ghét ai, ta thể hiện nét mặt cau có, hay tinh vi hơn là bên ngoài thể hiện bình thường, nhưng trong lòng trào dâng cảm xúc khó chịu, bực bội. Khi quá ham muốn một điều gì, ta bất chấp mọi hậu quả xảy ra để đạt được mục đích của mình. Đó là sơ nét về tâm lý tình cảm của một con người. Nếu đi sâu vào từng chi tiết cụ thể, chúng ta cần phải có thời gian chiêm nghiệm và suy xét thêm nhiều hơn mới thấu rõ tường tận cảm xúc buồn thương, giận ghét. Lục dục là 6 điều ham muốn qua sự tiếp xúc giữa mình và người khác khi đối duyên xúc cảnh đã trở thành thói quen khó sửa đổi nhiều đời của một con người. Thấy các đồ vật hình sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình sắc nam nữ rồi sinh luyến ái tham đắm vào đó. Thấy hình dung đoan chánh, tướng mạo tốt đẹp mà sanh lòng tham đắm. Thấy tướng đi, đứng, nằm, ngồi, nói cười mà sanh lòng ái nhiễm. Nghe tiếng nói trau chuốt êm tai, thích ý vừa lòng, giọng ca lảnh lót, tiếng nói dịu dàng mà sanh lòng yêu thích luyến ái. Thấy da thịt của nam nữ mịn màng, trơn láng mà sanh lòng thương mến, yêu thích rồi chấp giữ vào đó. Thấy hình nam nữ dễ thương mà sanh lòng đắm trước, dính mắc vào đó mà phát sinh thèm khát muốn chiếm đoạt. Nếu chúng ta không chấp vào hình ảnh mọi sự vật là thật thì con người sẽ không quan trọng đến nhà cửa sang trọng, các loại xe đẳng cấp, quần áo đẹp đẽ, xe xưa trưng diện xa hoa, ăn uống quá mức và vui chơi trác táng. Chúng ta chỉ cần sống đơn giản, đạm bạc, nhu cầu vừa đủ, nhờ vậy thân tâm trong sáng, nhẹ nhàng và ung dung tự tại trong mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta không dính mắc vào âm thanh, lời nói, văn tự vì nó là vọng duyên hư dối không thật có, thì con người sẽ an nhiên, tự tại trước những lời khen chê và xem những âm thanh lớn nhỏ, vừa lòng hay không vừa lòng như gió thoảng qua tai. Thất tình lục dục là những thứ tình cảm giống như những cục nam châm khi gặp sắt. Con người ta cũng vậy, nam nữ gặp nhau đam mê, say đắm sắc dục, nhưng mong muốn tìm cầu được thỏa mãn nhà Phật gọi là vị ngọt, như thích một thứ âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng, thấy một hình ảnh đẹp ta đam mê, dính mắc vào đó để được thỏa mãn. Sự thỏa mãn đó chính là vị ngọt của dục lạc, là cái đã đáp ứng.
là cái đã đáp ứng được cho lòng ham muốn, làm cho ta cảm thấy đam mê ngây ngất trong hạnh phúc rồi chìm đắm trong đó. Ai có lập gia đình rồi mới biết chính xác hôn nhân trong tình yêu lứa đôi không phải đơn giản như ta nghĩ. Trai gái lớn lên là phải có vợ có chồng. Nhiều người nghĩ rằng có vợ có chồng là để lo tương lai và sự nghiệp cho ta sau này. Bởi vì ta có vay nợ nhau nên mới sinh ra và gặp nhau để trả nợ, hoặc do tình cảm luyến ái trong buộc ràng nên chúng ta phải sống với nhau, tạm gọi là nghĩa vụ vay trả. Thực tế trong tình cảm cuộc đời, nó không phẳng lặng như nước mặt hồ thu mà lúc nào cũng có sóng gió, bão tố với những chứng duyên nghịch cảnh để ta phải tìm cách giải quyết cho hài hòa. Đôi khi nhìn bên ngoài, nhiều người thấy gia đình đó sống thật hạnh phúc, nhưng đi sâu vào bên trong, ta mới thấy họ sống chỉ có hình thức bên ngoài để che mắt thiên hạ, vì sĩ diện, vì gia đình người thân và con cái. Có những chuyện tình rất đẹp, rất nên thơ, rất đáng nhớ và đáng được người đời ca tụng. Có những bài tình ca bất hủ ca ngợi về tình yêu. Có những bức tranh tuyệt đỉnh nói về sự hấp dẫn và sự quyến rũ của tình yêu. Nói tóm lại, giá trị tình yêu từ xưa nay được sách sử viết nhiều, nói nhiều, nhắc nhiều, kể nhiều mà cũng không bao giờ làm cho giá trị của tình yêu bị phai nhạt và mờ ảo. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, dù mỏi mệt, dù trăm công ngàn việc phải lo, dù vui ít khổ nhiều mà ít ai chối bỏ được tình yêu nam nữ. Khi trai gái lớn lên, bỗng nhiên có điều gì đó thúc đẩy họ tìm hiểu nhau, rồi thương nhau, thích nhau và dẫn đến yêu nhau rồi lập gia đình. Trong hôn nhân có nhiều sự ràng buộc và hệ lụy là khổ đau, bởi trong tình yêu có tình dục, có trách nhiệm, có bổn phận, có cảm thông và tha thứ mới duy trì được hạnh phúc hôn nhân lâu dài. Trong tình yêu, chúng ta phải có ý thức, trách nhiệm. Ngoài việc quan hệ tình dục với nhau, chúng ta còn phải có tình chồng nghĩa vợ. Tình là tình ân ái, nghĩa là nghĩa vợ chồng, và phải biết cách nuôi dạy con cái cho đàng hoàng. Cho nên nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề là như vậy. Người Phật tử chân chính hãy nên sống thủy chung, thành thật, hy sinh, trách nhiệm và biết tôn trọng, biết nhường nhịn, biết chia sẻ, biết tha thứ, biết chia ngọt sẻ bùi thì sẽ đón nhận được hạnh phúc tràn đầy qua cuộc sống. Ai cũng biết hạnh phúc của bố mẹ là hạnh phúc của con cái. Nếu cha mẹ chia ly thì con cái cũng bị ảnh hưởng và đau khổ. Do mất mát tình cha mẹ, không người nương tựa, con cái sẽ sao lãng việc học hành mà có thể tụ tập theo bạn bè xấu để rồi dính mắc vào vòng tội lỗi. Giữa vợ chồng và con cái còn có sợi dây luyến ái, quan hệ mật thiết với nhau bởi tình cảm nợ nần nhiều đời vay trả. Chúng ta muốn bảo vệ được hạnh phúc gia đình thì vợ chồng phải biết thông cảm, tin tưởng, chung thủy, thường xuyên trao đổi tâm tình, phấn khích cho nhau, cùng đồng tâm hiệp lực nuôi dạy con cái và có sự chịu đựng hy sinh. Nhưng thực tế trong cuộc sống, có thân là có khổ. Chúng ta hay thèm muốn được như chim trời cá nước để được tự do. Thật ra được làm người quả là một điều diễm phúc lớn lao, vì có suy nghĩ hiểu biết. Nếu chúng ta tin sâu nhân quả, giữ thủy chung và thành thật với nhau, biết cảm thông và tha thứ thì thế gian này sẽ là thiên đường của hạnh phúc. Cho nên sống ở đời, ta phải biết vị tha, bao dung và độ lượng, yêu thương nhau bằng trái tim hiểu biết và bằng tình người trong cuộc sống. Đến lúc đó hôn nhân không còn là nỗi sợ hay dày vò tâm trí, mà còn có thể làm đẹp thêm trong tình yêu lứa đôi, làm đẹp thêm cho cuộc đời bằng sự hiểu biết chân chính và nhận thức sáng suốt, nhờ tin sâu nhân quả và sống theo lời Phật dạy. Trong mối quan hệ cuộc sống, tình cảm thiêng liêng cao quý nhất là tình cha mẹ, là sự kết tinh kỳ diệu bởi tình yêu thương vô bờ bến, là ơn sâu nghĩa nặng, không có gì có thể sánh bằng. Ai đã đem đến cho ta sự sống? Ai đã mang nặng đẻ đau, nuôi ta khôn lớn? Khi mở mắt chào đời đã cho ta dòng sữa ngọt ngào để ấm lòng đây? Nhịp cầu để kết nối tình thương là gia đình. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái tạo nên sợi dây quyến thuộc, và từ đó bắt đầu hình thành xã hội của sự trả vay theo nguyên lý nhân quả. Do luyến ái hạnh phúc của sự êm dịu, ngọt ngào trong tình yêu nam nữ mà ta có nên hình hài này. Trong tình yêu nam nữ có một lực hút từ sâu thẳm vô cùng mãnh liệt. Nó luôn luôn thôi thúc chúng ta yêu thích và kết tình vợ chồng. Nó có thể làm cho con người ta sống tốt hơn nhờ tình yêu thương chân thật, nhưng cũng sẽ làm cho ta đau khổ vì không có sự thông cảm và tha thứ cho nhau.
Do đâu mà hai người khác phái yêu thích nhau, trong khi trời đất bao la, kẻ nam người bắc. Họ gặp nhau, hẹn hò, rồi yêu nhau, cùng trao cho nhau cuộc sống để được gì đây? Từ chỗ ràng buộc của nghiệp duyên quá khứ đã ăn sâu vào tàng thức, nên khi mới gặp nhau là ta đã thích nhau rồi. Từ đó dẫn đến yêu thương, hò hẹn mà phát sinh ra sự luyến ái, nhớ nhung khi không được gặp mặt. Ái dục làm cho con người ta đam mê, say đắm, chạy theo hoài mà không biết thỏa mãn. Từ chỗ ta si mê, chấp ngã nên dẫn đến ham muốn này, rồi lại đến ham muốn khác. Do đó chúng ta không bao giờ biết dừng lại ở cái gọi là tạm đầy đủ. Vì sự khao khát, mong muốn vừa mới đạt được, chúng ta cảm thấy hạnh phúc nên muốn gìn giữ mãi. Chính sự nắm giữ này tạo ra tham ái ngày càng nhiều hơn. Đức Phật cũng thừa nhận rằng ái dục là một sự thật, cũng đem đến hạnh phúc, đem đến sự khả ái, khả lạc, sự thỏa mãn cho con người. Nghĩa là Ngài cũng thừa nhận niềm vui của dục là có vị ngọt. Nó làm cho con người ta bị say mê và tham đắm vào chúng. Nói cho đầy đủ hơn, chúng ta vẫn thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự xúc chạm êm dịu luôn có vị ngọt làm say đắm lòng người. Muốn đạt được hạnh phúc, thỏa mãn dục lạc, con người phải ra sức tìm cầu, phải tạo dựng để gặt hái kết quả. Con người cần có nhà cao cửa rộng, tiền tài danh vọng, ăn ngon mặc đẹp và mọi nhu cầu cần thiết để đáp ứng được tham muốn của mình. Chính vì vậy chúng ta phải cố gắng làm lụng vất vả, lao tâm nhọc sức, chịu đủ mọi sự nhọc nhằn đến với cả bản thân như ốm đau, bệnh tật, bởi mưa nắng, gió sương và vô số trạng thái khổ đau khác mà con người phải gánh chịu để đạt được mục đích. Chúng ta luôn mong cầu tìm kiếm nhằm thỏa mãn cái tôi và của tôi mà người đời gọi là giá trị cuộc sống. Nhưng cuộc sống thì luôn thay đổi và biến chuyển theo thời gian. Cái giá trị cuộc sống của ngày hôm qua đã được thay thế bằng một cái khác có giá trị hơn. Con người sẽ đau khổ khi tài sản, hạnh phúc tan rã, cuộc sống gặp trắc trở rủi ro. Họ sẽ buồn khóc, than trách trời đất và thái độ tiêu cực đó chỉ mang lại cho bản thân của họ thêm khổ đau, vướng mắc về lâu dài. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Tình yêu nam nữ là loại tình cảm mãnh liệt nhất hơn các loại tình cảm khác, bởi nó tạo ra cảm giác đê mê, thích thú khi hai người cùng hướng tâm vào một điểm. Nó có thể lướt qua tình cha mẹ mà phần đông con người đều như vậy, bởi nghiệp duyên luyến ái nhiều đời đã hằn sâu vào ký ức chúng ta. Tình cảm nam nữ luôn có sự thôi thúc âm thầm bởi tình dục. Đầu tiên là mến, thích, thương, rồi kế đến là yêu nhau. Tình yêu này là một đề tài muôn thuở luôn được đặt lên hàng đầu trong công cuộc phát triển và gìn giữ giống nòi của nhân loại. Chính bản năng hưởng thụ cảm giác khoái lạc mà con người ta tìm đến nhau, khi được thì bám víu, chấp trước, dính mắc vào đó mà dẫn đến ghen tuông rồi thù địch lẫn nhau vì tâm ích kỷ phát sinh. Nếu trong tình yêu thương nam nữ chúng ta có chút lòng bao dung độ lượng, biết chịu đựng hy sinh cho nhau, thì tình yêu đó luôn được mọi người ca ngợi tán dương. Ta phải biết tha thứ và biết cảm thông cho nhau để cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong tình yêu thương, chúng ta không quá chú trọng vào tình dục mà phải có sự chia sẻ trách nhiệm, bổn phận nuôi dạy con cái. Biết bao nhiêu chuyện vợ chồng gây gổ, đánh đập nhau vì ngoại tình và dẫn đến ly dị, làm con cái bơ vơ đau khổ. Chỉ có những người thật sự tin sâu nhân quả mới giữ trọn vẹn bằng tình yêu chân chính để sống đời hạnh phúc trong hôn nhân. Họ sẽ sống hết lòng với nhau đến răng long đầu bạc, biết cách nuôi dạy con cái để chúng không rơi vào tình trạng ỷ lại. Những đứa con hư hỏng phần nhiều đều do sự cưng chiều quá mức của cha mẹ. Chữ tình cảm ở đây dành cho tất cả mọi người, nên nó có tốt, có xấu lẫn lộn. Chính tình cảm này làm cho ta luyến ái, dính mắc mà mãi bị đắm chìm trong biển khổ sông mê của dòng luân hồi vô tận. Ai sống nặng về tình cảm thì sẽ chịu nhiều đau khổ do cảm xúc thương ghét buồn vui. Họ dễ phiền muộn, day dứt và rất nhạy cảm với những chuyện không đâu. Có nhiều gia đình vợ chồng sống bên nhau hay dày già, lục đục. Họ nuối tiếc, họ chán nản, họ thất vọng vì ở gần bên nhau thì lại tranh cãi, phiền giận tối ngày. Khi xa nhau thì nhớ thương, mà gần nhau thì đau khổ bởi những chuyện linh tinh. Nhiều người vẫn biết đó là món nợ tình cảm do mình thích được ngọt ngào êm dịu, thích được mơn trớn vuốt ve, thích được đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết. Nhưng ở đời,
có nhiều cái trớ trêu. Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo. Người mình thương thì họ lại bạc bẽo, kẻ thương mình thì mình lại chối bỏ. Rốt cuộc rồi vì nặng về tình cảm mà ta phải gánh chịu nhiều đau khổ. Cho nên ai muốn vượt qua được sự bị lụy của tình cảm thì phải cần có sự hiểu biết chân chính, phải dùng lý trí để chuyển hóa si mê luyến ái bằng sự chánh niệm tỉnh giác và tin sâu vào nhân quả. Sống được như thế, ta từng bước biết cách làm chủ bản thân để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc mà vượt qua cạm bẫy cuộc đời.